Phần này là phần ngoài sách nhá. Phần này là phần lấy gốc cho các em mà. Phần này phần thầy lấy gốc cho các em này. Nên là các bạn chú ý, đây là phần lấy gốc nhá. Ta sẽ có đầu tiên. Thứ nhất là tất cả các hợp chất hữu cơ. Dấu sao đầu tiên. Là các hợp chất hữu cơ mà không chứa nitrogen, không chứa N thì đều có công thức tổng quát chung là CnH2n cộng 2 trừ 2K OX. Đúng không ạ? Trong này thì có K là hệ số bất bão hòa nhé. K là hệ số bất bão hòa bằng số liên kết pi cộng số vòng. Đấy. Từ nay chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta đi xây dựng công thức tổng quát của hầu hết tất cả các hợp chất hữu cơ. Đấy các bạn, chúng ta chỉ cần đi xét là nó có bao nhiêu pi, nó có bao nhiêu vòng và nó có bao nhiêu ô là xong nhá. Đầu tiên này, ta sẽ có anh một nhỏ alkene. Một nhỏ alkene. Theo định nghĩa thì alkene là hydrocarbon. Hydrocarbon mà trong phân tử không chứa liên kết pi. Alkene hydrocarbon trong phân tử không chứa liên kết pi và mạch hở. Đấy, để cho đây định nghĩa. Hydrocarbon là chỉ gồm có C và H. Thế là không có O nhá. Thế điều này tương đương với gì? Điều này thì tương đương với hydrocarbon thì tương đương với số O là không có nhá, không có O hay X bằng 0. Được chưa? Không chứa pi và hở thì tương đương với K bằng số pi là 0, hở là không có vòng thì bằng 0 tiếp. Được chưa? Vậy từ đó mình sẽ suy ra công thức tổng quát của alkene. Thế X bằng 0 vào đây, thế K bằng 0 vào đây thì mình được công thức tổng quát của alkene sẽ là CnH2n cộng 2. Được chưa? Đấy, mình cứ đi chậm chậm thôi, từ từ thôi để nắm được nhá. Bạn nào nhớ được công thức tổng quát thì bạn nói luôn nhé. Còn ở đây là thầy đang đi theo kiểu logic. Hai nhỏ alkene, alkyne. Alkene thì chọn hơn. Alkene thì theo như định nghĩa nó là hydrocarbon chứa một nối đôi CC trong phân tử và hở. Thế còn ở đây ạ, là chúng ta cũng logic này. Hydrocarbon thì tương tự x bằng 0 này. X bằng 0 chứa một nối đôi CC và hở thì K bằng 1 pi cộng 0 vòng thì bằng 1. Vậy thế vào công thức tổng quát CnH2n cộng 2 trừ 2K OX. Thế được công thức tổng quát nó là gì ạ? CnH2n. Quá đơn giản. Đúng không em? Quá đơn giản. Ba nhỏ alkyne. Alkyne. Alkyne thì công thức tổng quát là gì? Là hydrocarbon chứa một liên kết 3CC và hở. Nào. Thế thì ở đây mình có này. Tương tự này. Hydrocarbon x bằng 0. Một liên kết 3 thì K bằng. Một liên kết 3 thì bằng 2 liên kết pi. Vậy là bằng 2pi cộng 0 vòng. Vậy bằng 2. Vậy alkyne nó sẽ là CnH2n trừ 2. Đúng không? Dễ chưa? Nhá. Cái này mất gốc cũng học được mà. Chứ còn những bạn nào mà lười không coi ấy, thì thôi mất gốc cả đời xứng đáng. Nhá. Lúc nào cũng đi kêu mất gốc nhưng không thèm học thì mất gốc cả đời là xứng đáng. Bốn nhỏ. Benzen và alkin benzen là hydrocarbon chứa vòng benzen. Đấy, các em nhìn vòng benzen nhá. Được chưa? Chứa vòng benzen. Thế thì hydrocarbon thì vẫn là x bằng 0. Vòng benzen thì nó sẽ có mấy liên kết pi ạ? 1, 2, 3 pi, đúng không ạ? Và có một vòng, nên K bằng 4. Vậy công thức tổng quát của benzen
và ankin benzen nó sẽ là CnH2n chữ 6. Ở đây thì còn chưa thèm quan tâm đến cái điều kiện của n luôn. Mình cứ thế mình làm thôi nhá.